Xin chào, thì tiếp tục với cái phần là sửa cái máy quạt và Honey này ha. Thì ở đây mình có cái máy quạt và mình sử dụng cái bo này ha. Nhưng mà thật sự là cái bo này sử dụng remote đa năng không có được. Nó chỉ sử dụng cái remote chin nó thôi, nhưng mà remote chin mất rồi. Đấy, thì để quá trình mà chúng ta mà có thể thực hiện được cái quạt này sống lại thì chúng ta sẽ phải bỏ cái bo này đi. Và chúng ta sẽ thu thập những cái thông tin dây nhợ trên cái bo này. Đấy. Rồi, là mình sẽ thay bằng cái mạch này nè. Đó. Thì mình thấy cái mạch này sử dụng cũng khá là tốt. Mình sử dụng lâu rồi. Và ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Và quạt này mình làm cho một ông anh. Nhờ làm cho mình làm chung ha. Đấy. Thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ quan sát nè, ở đây có cái chữ com nè ha, trên màu xanh nước biển thì nó sẽ đấu ở trên com. Đấy, thì ký hiệu giống nhau thì là com. Có phần mà OSC thì tương ứng với phần quay ha. OSC là dây màu trắng nè. Đấy, thì nó là đấu với chữ SW ha, SW. Đấy. Rồi chân 1 2 3 thì tương ứng với ML, còn hồng ngội thì như nhau. Đấy. Rồi tiếp theo là cái jack 220, thì 220 thì mình sẽ gắn vào jack L và N ha. Đấy, thì nó rất là đơn giản, chúng ta có thể mà thực hiện được đấu nối. Rồi có thể nếu không biết thì có sơ đồ ở trên cái vỏ luôn đó, có thể là đấu theo thôi. Cái mạch của mình sử dụng là KTS General PCB ha, cho các bạn nào thêm vào. Rồi trên này thì nó có những cái nút sử dụng bằng tiếng Việt luôn, cũng khá là đơn giản. Đấy, thì có quật độ, rồi thời gian lắc, rồi tắt mở. Đấy, nói chung là kỳ dễ dàng để sử dụng. Thì trong quá trình mà sửa cái máy này quạt này thì mình kết nối thì cái phần xoay của nó cũng bị lỗi luôn. Thì mình sẽ mua một cái motor tương tự, thì giá của nó cũng tầm khoảng 20-30 nghìn thôi, không có mắc lắm. Thì mình thà sẵn mình thay luôn đó, mình thay và mình gắn cái cốt này và lại là xong. Nó có jack đó thì mình đấu nó như cũ thôi. Đấy, thì đây là một cái motor mà xoay nè, nó đang bị lỗi nè. Đấy, thì thông số của nó là cấp điện 220 thôi. Rồi mình sẽ thay vô. Đấy, rồi sau khi mà mình đã thay xong và mạch thì mình sẽ test thử nè. Thì đấy, mình bấm phần thử quay nè. Đấy, quay quay trái quay phải, mình tắt nè, mình mở nè, đã quay tiếp nè ha. Đấy, rồi tăng chỉnh tốc độ,